Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của chúng tôi Bảo Hành Điện Tử Thư Bình. Thời gian qua thì tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn cái cách để sửa được một chiếc TV lồng hình nháy màn hình như thế này. Vâng, và các bạn đã mua những sợi cáp sửa lỗi của tôi để về và thay vô cùng hiệu quả. Thì nhân tiện đây thì tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi cũng như tin tưởng tôi trong thời gian qua đã sử dụng những sản phẩm này của tôi. Tôi khẳng định với quý vị và các bạn rằng các bạn có đi sửa ở đâu đi chăng nữa, các bạn có sửa như thế nào đi nữa thì đó cũng là một cái cách sửa, và quan trọng nhất là phải bắt đúng bệnh và sửa đúng thì chiếc TV của quý vị các bạn nó mới hoạt động trở lại bình thường được. Vậy thì cái cách mà tôi làm là tôi chỉnh sửa trên sợi cáp của tôi để làm gì? Để quý vị các bạn sử dụng và các bạn có thể tự thay được những sợi cáp này. Khi mà quý vị các bạn mà tự thay được, tự sửa được thì đương nhiên nó sẽ tiết kiệm được chi phí cho mọi người. Và những gì tôi nói tôi làm từ trước đến giờ, những gì tôi chia sẻ với mọi người là nó thực tế như nào và nó chuẩn ra làm sao. Chính vì vậy các bạn yên tâm khi mua sản phẩm của tôi. Bây, các bạn xem chiếc TV này nó nhảy hình rất nhiều. Bây giờ tôi tắt TV. Để thay sợi cáp sửa lỗi này thì quý vị cần làm gì? Tôi sẽ làm một cái video rất chậm để mọi người xem. Thứ nhất là các bạn sẽ quay một đoạn video ngắn hiện tượng của TV. Thứ hai là các bạn sẽ chụp cho tôi cái tem này, cái tem giấy của TV này này. Tại sao các bạn cần phải chụp cái tem giấy này? Bởi vì sao? Bởi vì tôi phải biết là cái model của TV là gì. Đây này, model này. Model như ví dụ của con này là 43X80E. Tôi cần cái thông số kỹ thuật này để làm sao? Để tôi lấy đúng cái sợi cáp và tôi gửi cho mọi người thì cái này thì nó mới hiệu quả các bạn nhé. Đấy, khi mà tôi mở nắp chiếc TV này ra và tôi để cái máy quay gần ở vị trí làm việc của tôi này thì các bạn xem những cái gì nó ở bên trong chiếc TV này nó còn nguyên bản nhé. Các bạn xem đây, từ những chiếc ốc vít này, từ chiếc băng dính này nó nguyên bản. Vậy thì bây giờ các bạn cần làm gì? Các bạn sẽ sử dụng cho mình một chiếc tô vít 4 cạnh. Sau đó là quý vị các bạn mở chiếc này, chiếc tô vít này ra, là những cái ốc vít này mở hết ra hộ mình, ok chưa? Cái này ấy, nếu mà nó chặt ấy, thì các bạn sẽ kéo mạnh lên. Bởi vì sao? Bởi vì cái cao su này lâu ngày rồi nó sẽ mút vào cái tản nhiệt này, chính vì vậy mà nó sẽ dính thì nó hơi chặt một chút. Rồi, vậy thì tôi đã nói rất nhiều trên video của tôi tại sao khi mà úp mặt chiếc TV xuống, đúng không ạ, thì cái tay trái của tôi, tay trái đây là cáp số 1 và tay phải đây là cáp số 2, đúng không ạ? Đây, tôi lại ghi lại một lần nữa để mọi người xem, là mọi người phải hiểu được cái cách tôi làm. Bởi vì cái cách này ấy, chỉ có người thợ thì người ta mới hiểu được, là bên đây là bên số 1 và bên đây là bên số 2. Các bạn phải xem hết và các bạn phải hiểu cái cách tôi làm. Thì lúc này tôi sẽ gửi cho các bạn cái sợi cáp đây. Sợi cáp của tôi là cáp số 1, số 1 và số 2, đúng không ạ? Các bạn phải nghe tôi nói này này. Cái video này ấy, là tôi hướng dẫn cho các bạn, để các bạn, nó là một cái video mẫu. Chính vì vậy mà áp dụng trên tất cả những cái sản phẩm mà tôi sẽ gửi cáp cho các bạn. Chính vì vậy các bạn phải xem hết video này là để các bạn hiểu nhá. Đây, cái cáp số 1 đó, mà bên tay trái này tôi đã đánh dấu số 1 thì nó gần cái bo nguồn. Cáp số 2 bên tay phải thì nó gần cái bo chính. Cái bo chính là có những cái jack AV này, cái jack AV này, jack cắm mạng này. Đấy là bên tay phải nhá, là cáp số 2. Thì tại sao tôi đã nói rất là nhiều rồi, các bạn đừng bao giờ các bạn đặt mua cáp linh tinh nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là hai cái sợi cáp ở trong máy này, hai sợi cáp trong máy này không bao giờ nó hỏng được. Mà cái cáp mà tôi gửi cho các bạn ấy là cái cáp tôi đã chỉnh sửa bằng cách cắt loại bỏ điểm chập để chiếc TV của quý vị các bạn không bị nhảy hình như cái hiện tượng lúc đầu. Các bạn hiểu chưa? Đây, cái cách thay nhá, các bạn sẽ lật cái nãy này lên và các bạn sẽ đút cái đầu cáp này vào. Các bạn phải thay cẩn thận của mình, bởi vì nó lệch một chút là nó sẽ không lên hình. Đây, đấy là cái cáp bên số 2 phía dưới này, một đầu thì vào màn hình và một đầu thì vào bo T-con màn hình. Đây, và cái cáp số 1, đúng rồi, đây là bên số 1 thì tôi sẽ ngửa số 1 lên, đúng không ạ, ngửa số 1 lên. Rồi, tiếp theo khi mà các bạn đã cắm cáp xong rồi thì các bạn không được lắp TV vào ngay và các bạn sẽ cho TV đứng lên. Đây, ví dụ như chiếc TV này tôi đang thử bên cáp số 1 nhá. Khi mà tôi đã thay cáp số 1 thì trong quá trình chờ đợi là chiếc TV này xem nó còn nhảy hình hay không, thì tôi sẽ quay phía đằng sau để các bạn biết được là những gì tôi nói tôi làm, những cái sản phẩm của tôi gửi cho mọi người nó thực tế như thế nào. Đây, và mọi người xem, tôi đang cắm cáp số 1 nhá. Cắm cáp số 1 đúng không ạ? Rồi, vậy thì cáp số 1 thì chắc là tôi thay thành công rồi thì nó sẽ không nhảy hình nữa. Đây, tôi đã thay thành công cáp số 1 thì chiếc TV này không còn nhảy hình nữa. Và sau khi mà tôi đổi sang cáp số 1
là cái cáp đầu tiên mà tôi cắm ấy, thì chiếc TV của tôi là không bị nhảy hình nữa, đúng không ạ? Chính tỏ là tôi cắm cáp số 1 đúng rồi. Thì mọi người xem video của mình, các bạn học theo, các bạn nhận cáp sửa lỗi của tôi thì các bạn cần phải làm với tôi. Đầu tiên các bạn cắm cáp số 1, sau đó các bạn thử cho mình xem nó còn nhảy hay không. Nếu nó còn nhảy thì các bạn đổi sang cáp số 2, cũng như cái cách mà tôi làm vừa rồi, một video mẫu để các bạn xem. Và một số bạn hỏi mình rằng: anh ơi, nếu có thế thì anh gửi cho em mấy cáp? Các bạn xem video của mình, mình gửi cho bạn một cáp và có đánh dấu số 1, số 2. Bởi vì sao? Bởi vì cái cáp này là tôi sẽ xử lý theo cái chuẩn của tôi. Chính là vậy mà các bạn chỉ cần một cáp là các bạn có thể xử lý được. Chứ còn các bạn mà thay cả hai cáp thì nó sẽ không có hình các bạn nhé. Chính là vậy các bạn lưu ý hộ mình ở vấn đề này. Rồi, một video vô cùng tiện ích để hướng dẫn các bạn cách sửa chữa một chiếc TV lồng hình nhảy màn hình như cái video này của tôi. Các bạn xem video của mình, các bạn đặt mua, các bạn hãy quay một đoạn video ngắn, chụp cho tôi cái tem đằng sau TV mà tôi hướng dẫn các bạn ấy. Các bạn gửi vào Zalo cho mình, số Zalo mình để công khai. Chính vì vậy các bạn cứ gửi vào là mình nhận được. Không cần cách bạn, cứ gửi vào cho tôi là tôi nhận được và tôi sẽ nhìn hiện tượng, nhìn model và tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Tôi sẽ nói các bạn rằng chiếc TV này của anh chị có thể sửa được, chiếc TV của anh chị không thể sửa được mọi người nhé. Còn bây giờ thì chuyển xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn lấy thông tin, lấy số Zalo của mình bằng ở cái mép dưới của cái video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chương trình này của mình và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.